Lê Minh xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, tháng 3 năm 2022, Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhận tàu ngầm tấn công trị giá 692 triệu đô là chiếc đầu tiên trong hạm đội tàu ngầm lớp Taigei, còn được gọi là Đại Kình. Chiến hạm Taigei được đánh giá là tàu ngầm không sử dụng năng lượng hạt nhân tiên tiến nhất của lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản. Trước một Trung Quốc đang ngày một hung hăng và quyết đoán hơn trên biển Hoa Đông, tàu ngầm mới của Nhật Bản chính là vũ khí mang sức nặng răn đe đáng kể. Vậy thì sức mạnh của Taigei đáng sợ ra sao? Hải quân Nhật Bản trong tương lai sắp phát triển thêm những vũ khí đáng sợ nào để đối phó kình địch Trung Quốc? Tất cả sẽ được tiết lộ trong video ngày hôm nay. Taigei trong tiếng Nhật có nghĩa là đại kình, tức là cá voi vĩ đại. Và chẳng biết vô tình hay hữu ý mà nó lại trùng tên với một loại tàu ngầm khác của Hải quân Đế quốc Nhật Bản sử dụng từ trong Thế chiến 2. Ai cũng biết Hải quân Nhật đã từng làm mưa làm gió như thế nào ở chiến trường Thái Bình Dương những năm 1940. Thậm chí người Mỹ còn phải nể họ 3 phần. Cái tên Đại Kình chắc chắn mang theo những kỳ vọng lớn lao của Tokyo hòng khôi phục lại danh tiếng và sức mạnh của đội tàu chiến khét tiếng một thời của đất nước mặt trời mọc. Taigei là thế hệ tàu ngầm tấn công thứ 3 của Nhật Bản, kế thừa các lớp Oyashio và lớp Suryo. Dù có bề ngoài rất giống với Suryo, song bên trong lớp Taigei lại là một thiết kế hoàn toàn mới với những nâng cấp đáng đồng tiền bát gạo. Thứ nhất, tàu ngầm này sử dụng pin lithium ion thay cho ắc quy chỉ axit thông thường. Loại pin này cho phép nạp điện nhanh hơn, dung lượng cũng gấp gần 2 lần so với ắc quy chỉ axit có cùng thể tích và cũng ít cần bảo trì hơn. Vì vậy, thời gian lặn của tàu ngầm cũng dài hơn, tốc độ đi ngầm cao hơn nhiều so với các loại tàu ngầm diesel điện khác. Công nghệ pin này cho tàu ngầm đã được Hải quân phòng vệ Nhật Bản nghiên cứu ngay từ những năm đầu thế kỷ 21 và đã được áp dụng thử nhiều năm trên hai tàu ngầm thế hệ trước là lớp Suryo rất tiên tiến của Nhật Bản. Thứ hai, tàu ngầm lớp Taigei, mặc dù là lớn nhất của Nhật Bản, nhưng lượng giãn nước đầy đủ cũng chỉ khoảng 3.000 tấn, chiều dài khoảng 84 mét. Tức là so với những tàu ngầm thông thường khác trong khu vực châu Á thì cũng không phải là quá lớn. Nhưng nhỏ mà có võ, nó rất khó bị phát hiện như các tàu ngầm cỡ lớn khác. Đồng thời, thân vỏ tàu cũng đã được tối ưu hóa để làm giảm tiếng ồn tự thân khi tàu chuyển động trong nước. Tàu cũng đã được áp dụng các biện pháp làm suy giảm tiếng ồn phát sinh từ hệ động lực và hệ đẩy. Những công nghệ này là thành quả tích cực nghiên cứu trong nhiều năm của Nhật Bản. Nó giúp lớp Taigei trở thành một trong những loại tàu ngầm êm ái nhất trên thế giới, thậm chí năng lực còn sánh ngang với những tàu ngầm nguyên tử hiện đại của Mỹ và phương Tây. Hệ thống sonar thủy âm và hệ thống chỉ huy tác chiến của tàu cũng đã được nâng cao một cách rõ rệt, sử dụng nguyên liệu mới giúp hấp thụ âm thanh triệt để, giúp nó yên tĩnh hơn khi hoạt động. Đặc biệt, tàu ngầm Taigei còn được trang bị các hệ thống mồi bẫy để nhử và tiêu diệt ngư lôi của đối phương tấn công vào tàu, cải thiện khả năng bảo vệ sống sót của tàu. Thứ ba, tàu Hakugei được trang bị nhiều loại cảm biến tiên tiến như kính tiềm vọng cùng radar quét mặt biển và trên không tầm thấp loại ZPS-6F, cho phép phát hiện được tàu mặt nước và máy bay tuần thám chống ngầm. Về sonar, tàu trang bị loại Hughes Oki ZQQ-7 với các mảng thu phát lắp đặt ở mũi tàu và hai bên sườn để phát hiện tàu mặt nước và tàu ngầm. Ngoài ra, tàu còn có một sonar kéo với khả năng phát hiện tàu đối phương từ khoảng cách 37 hải lý. Thứ tư, về vũ khí, tàu lớp Taigei được trang bị những loại vũ khí cực mạnh phù hợp với chức năng nhiệm vụ của một tàu ngầm tấn công như 6 ống phóng ngư lôi 533 ly HU-606 cho ngư lôi Tai-89 và tên lửa đối hạm Harpoon UGM-84. Trong đó, ngư lôi Tai-89 do hãng Mitsubishi Heavy Industry phát triển là loại điều khiển bằng dây dẫn, có cả chế độ làm việc chủ động và thụ động, độ sâu hoạt động 900m với đầu nổ 267kg. Tên lửa UGM-84 là loại Harpoon phóng ngầm, tên lửa đặt trong vỏ kén, tầng phóng sử dụng nhiên liệu rắn để bắn qua ống phóng ngư lôi. Cự ly bay tối đa là trên 70 hải lý, tức khoảng 112 km. Trước khi Taigei được bàn giao, tàu ngầm lớp Suryo được xem là một trong những tàu ngầm phi hạt nhân tiên tiến nhất và chạy êm nhất thế giới. Con tàu diesel điện nặng xấp xỉ 3.000 tấn và là tàu ngầm lớn nhất sau chiến tranh của Nhật Bản, mang lại lợi thế chiến thuật và chiến lược quan trọng so với các đối thủ.
Hiện tại, hạm đội Nhật Bản sở hữu 12 tàu ngầm loại này. 3 chiếc nữa đang được chế tạo và sẽ sớm được đưa vào vận hành. Chiếc SS-513 Taigei mới hạ thủy hồi tháng 3 năm 2022 chính là chiếc tàu ngầm thứ 22 trong biên chế lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản, bên cạnh 11 chiếc Suryu đang hoạt động, 1 chiếc chuẩn bị hạ thủy và 9 chiếc thuộc lớp Oyashio. Về thông số kỹ thuật, tàu ngầm có lượng giãn nước khoảng 3.000 tấn, dài 84m, rộng 9,1m, thủy thủ đoàn khoảng 70 người, sử dụng động cơ diesel điện với hệ thống AIP giúp yên tĩnh vượt trội khi hoạt động so với các loại tàu ngầm diesel điện thông thường khác. Theo công bố của lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản, một chiếc Taigei có giá khoảng 76 tỷ yên, tương đương 720 triệu USD và họ đang có ý định đóng tới 7 chiếc. Chiếc SS-513 vừa được hạ thủy, ngoài ra còn 2 chiếc nữa là SS-514 và SS-515 cũng đang gấp rút được hoàn thiện. Việc đóng mới số lượng lớn tàu ngầm AIP thế hệ mới lớp Taigei là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình phòng thủ quốc gia năm 2010 của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, đặt ra mục tiêu sẽ tăng từ 16 lên 22 chiếc tàu ngầm để nâng cao khả năng chiến đấu của lực lượng hàng hải nước này trước các đối thủ tiềm năng, đặc biệt là Trung Quốc. Báo cáo của Lầu Năm Góc hồi tháng 11 năm 2022 cho biết, Hải quân Trung Quốc hiện đang vận hành 6 tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân, 6 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân và 44 tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ diesel, hệ thống động lực không dùng không khí. Theo đánh giá, hạm đội 6 tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp tấn của Trung Quốc đang thực hiện các cuộc tuần tra gần như liên tục từ đảo Hải Nam đến Biển Đông và được trang bị một tên lửa đạn đạo JL-3 mới với tầm bắn ước tính hơn 10.000 km, có thể đặt lục địa Mỹ vào tầm ngắm, đồng thời gây sức ép liên tục lên các đồng minh của Mỹ trong khu vực, trong đó có Nhật Bản. Ngay cả khi thỏa thuận tàu ngầm AUKUS giữa Mỹ, Anh và Úc sẽ cho phép Canberra triển khai các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên trong 20 năm tới, việc Trung Quốc liên tục tuần tra tàu ngầm hạt nhân trên biển có thể gây áp lực cho các nguồn lực của Mỹ và đồng minh. Trong trường hợp Nhật Bản bị uy hiếp, đương nhiên Mỹ không thể đứng nhìn, song sức mạnh hải quân ngày càng gia tăng của Trung Quốc cũng là một vấn đề đau đầu với người Mỹ. Hiện tại, tổng số tàu ngầm của Mỹ là 68 chiếc, bao gồm 14 chiếc tàu ngầm tấn công mang tên lửa đạn đạo SSBN lớp Ohio. Trong số này còn có 4 tàu ngầm mang tên lửa hành trình SSGN lớp Ohio được cải tiến để mang tên lửa thông thường và hỗ trợ các lực lượng tác chiến đặc biệt. Tuy nhiên, các tên lửa SSGN được tối ưu hóa cho hoạt động tấn công trên bộ chứ không phải là vai trò chống hạm. Hạm đội Thái Bình Dương cho biết, Hải quân Mỹ đang triển khai khoảng 20 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân trên khắp Thái Bình Dương, bao gồm ở đảo Guam và Hawaii. Theo thỏa thuận AUKUS, các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ và Anh sẽ được triển khai gần bang Tây Úc của nước Úc từ năm 2027. Ông Timothy Wright, nhà phân tích quốc phòng tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Anh, cho biết các lực lượng Mỹ có thể đối phó với nguồn lực hiện tại, nhưng sẽ phải cam kết nhiều khí tài hơn trong 10 đến 15 năm tới khi các cuộc tuần tra tàng hình của tàu ngầm Trung Quốc bắt đầu. Và việc Bắc Kinh nhanh chóng mở rộng lực lượng hạt nhân đồng nghĩa với việc các chiến lược gia của Mỹ lần đầu tiên phải đối mặt với hai đối thủ hạt nhân ngang bằng là Trung Quốc và Nga. Điều đó sẽ gây lo ngại cho Mỹ vì nó sẽ kéo căng hệ thống phòng thủ của nước này, khiến nhiều mục tiêu gặp rủi ro hơn và chúng sẽ cần phải giải quyết bằng các năng lực thông thường và hạt nhân bổ sung. Bởi vậy, Nhật Bản hiểu rằng không thể lúc nào cũng dựa vào Mỹ để bảo đảm an ninh cho mình. Chiếc ô hạt nhân của Mỹ đang ngày càng bị thách thức hơn bao giờ hết. Những phát hiện về sự gia tăng các kho vũ khí hạt nhân mới đây của Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh rõ ràng muốn tích tụ đầu đạn hạt nhân để đấu một trận quyết chiến với Washington. Chiến trường sẽ chỉ nằm ở một trong ba nơi này, biển Hoa Đông, eo biển Đài Loan hoặc là biển Đông. Cả ba trận địa tiềm tàng ấy đều có lợi ích chiến lược thiết thân với Nhật Bản. Biển Hoa Đông là nơi tranh chấp lãnh thổ trực tiếp với Trung Quốc, eo biển Đài Loan có một đồng minh môi hở răng lạnh, còn biển Đông là nơi khống chế tuyến giao thương hàng hải và dầu mỏ. Tàu ngầm JS Taigei Đại Kình đi vào biên chế trong lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản sẽ là một vũ khí đầy sức nặng trong việc chống lại đội tàu ngầm và tàu mặt nước ngày càng phình to của Bắc Kinh. Dù không sở hữu năng lực tấn công hạt nhân, song Nhật Bản vẫn có thể khai thác những điểm yếu cố hữu tiềm tàng của đội tàu chiến Trung Quốc. Ví dụ như Hải quân Trung Quốc được cho là có khả năng tuần tra răn đe, nhưng các vấn đề về chỉ huy, kiểm soát và thông tin liên lạc đã làm chậm quá trình triển khai các hoạt động này. Các tàu ngầm lớp tấn dự kiến sẽ được thay thế bằng Type 096 trong thập niên tới, tương đối ồn ào và dễ theo dõi. Nếu Trung Quốc có thể triển khai các tàu ngầm siêu yên tĩnh ngang với các tàu tốt nhất của Mỹ và Nga,
thì điều đó sẽ thể hiện một sự thay đổi chiến lược lớn, không chỉ đối với khả năng phòng thủ trên đại dương mà còn đối với năng lực của Trung Quốc. Dù vậy, công nghệ tàu ngầm của Bắc Kinh trong tương lai gần chưa thể nào lột xác nhanh như vậy. Mà điều này thì Nhật Bản đang thể hiện sự ưu việt vượt trội hơn hẳn Trung Quốc. Dù thế nào đi nữa, Trung Quốc cũng đang có những ký ức buồn với những trận hải chiến đối đầu Nhật Bản trong quá khứ. Năm 1894 nổ ra trận hải chiến kinh thiên động địa giữa hạm đội Bắc Dương của nhà Thanh và hạm đội Nhật Bản. Hạm đội Nhật dưới sự chỉ huy của đô đốc Ito Sukeyuki đã nỗ lực chặn đứng sự đổ bộ của các đội quân Trung Quốc được bảo vệ bởi một hạm đội dưới sự chỉ huy của đô đốc Đinh Nhữ Sương. Vào năm 1890, hạm đội Bắc Dương của Trung Quốc đang ở đỉnh cao với 78 chiếc tàu, tổng trọng tải lên tới 83.900 tấn, được coi là mạnh nhất châu Á và mạnh thứ 8 trên thế giới. Tham gia trận hải chiến này, Trung Quốc còn huy động hai thiết giáp hạm Định Viễn và Trấn Viễn được mua từ nước Đức. Lớp vỏ giáp dày 360mm của hai thiết giáp hạm này là không thể bị công phá bởi các khẩu pháo trên tuần dương hạm Nhật Bản. Muốn hạ hai tàu này, Nhật chỉ có thể dùng ngư lôi, nhưng ngư lôi thời kỳ đó chỉ có tầm bắn ngắn và thiếu chính xác. Dù được trang bị kém hơn, nhưng sự tinh nhuệ của hạm đội Nhật Bản đã giúp họ có được chiến thắng không tưởng. Trận chiến kéo dài suốt cả ngày 17 tháng 9 năm 1894 và kết thúc với phần thắng thuộc về người Nhật. Hạm đội Bắc Dương bị bắn chìm 5 tàu, làm hỏng 3 tàu, 850 thủy thủ thiệt mạng, 500 người bị thương. Những chiến thuyền còn lại bỏ chạy về phía căn cứ hải quân Uy Hải Vệ. Trong khi đó, hạm đội Nhật chỉ bị hỏng 4 tàu, 190 thủy thủ thiệt mạng và 200 người bị thương. Đó vẫn là một trong những ký ức đen tối nhất của người Trung Quốc, và họ đã nỗ lực trong suốt nhiều thập niên qua để thay đổi cái dớp đen đủi ấy trước người Nhật. Song đến lúc này, giấc mộng Trung Hoa của các nhà lãnh đạo Trung Quốc lại đang bị thách thức nghiêm trọng với một Nhật Bản đang trỗi dậy về quân sự. Cuộc so găng giữa Trung Quốc và Nhật Bản rồi đây sẽ còn rất đáng xem. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Xin quý vị hãy nhớ đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình về chủ đề ngày hôm nay ở phần bên dưới. Lê Minh xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.